chào mọi người, lại là mình và Sú đây. Thế là một ngày cuối tuần nữa lại đến rồi. Cuối tuần nào thì mình cũng dành một buổi đi cà phê và trò chuyện với bạn bè. Thì hôm nay mình quyết định là ngồi một quán ở gần nhà. Vì quán có không gian ngoài trời nên là mình cũng đưa Sú đi cùng luôn. Nhiều khi đi chơi để Sú ở nhà một mình cũng tội ghê ấy. Khi vào quán thì mình phải dắt Sú đi dạo loanh quanh một chút cho anh chàng bớt tăng động. Được cái là Sú đi cà phê chơi thì ngồi rất là ngoan, nên mình tha hồ buôn bán với bạn thoải mái luôn. Nhiều khi nhìn Sú như là đang hóng chuyện luôn vậy đó, kiểu rất chi là tận hưởng cái moment này. Tuần vừa rồi thì hơi bận nên mình ăn uống cũng hơi thất thường. Tuần này thì mình quyết tâm là ăn uống điều độ lại. Mình đang làm nước ép ổi, một phần thì sẽ để dành cho sáng mai mang đến công ty uống. Ở nước ổi nhìn vậy thôi nhưng mà mình mới biết là nó có nhiều vitamin C còn hơn cả cam ý. Nên là nếu mà có điều kiện thì chúng ta hãy chịu khó uống thì sẽ rất là tốt cho đề kháng. Trời hôm nay thì mưa cả ngày luôn, đến tối vẫn còn rả rích ý. Thì trong cái thời tiết như thế này, chẳng có gì tuyệt vời hơn là ngồi xem một bộ phim nhẹ nhàng. Hôm nay thì mình chọn một bộ phim đó là Before the Sunrise, tức là trước lúc bình minh. Đúng rồi, một bộ phim khá là lãng mạn và nhẹ nhàng. Trong phim này thì có một cô gái và một chàng trai gặp nhau trên cùng một chuyến tàu và dừng lại ở thành phố xinh đẹp Viên của Áo. Thì bộ phim chỉ xoay quanh cuộc nói chuyện giữa hai người thôi, với nhiều chủ đề nhưng mà xem thì rất là cuốn, thực sự cuốn luôn ý. Buổi tối trôi qua nhanh thật đấy, thế là đã hết ngày rồi. Trước khi đi ngủ thì mình sẽ vệ sinh cá nhân, và thường mình sẽ tẩy trang và bôi kem dưỡng da trước khi đi ngủ. Thì cái cảm giác thật sự là thoải mái và dễ chịu cho một giấc ngủ ngon. Rồi thì bây giờ đã quen với cái thời gian biểu buổi tối của mình rồi, chứ không còn quá là hóng ở trước nhà vệ sinh để chờ mình cho bằng được như trước. Đấy, nên là cậu bây giờ cứ nằm ngủ ngon thôi, chờ khi nào mà mình xong xuôi thì lại ra chơi với cậu. Nhiều khi thì mình cũng tự hỏi là không biết Sú có suy nghĩ như thế nào, có hiểu được hết những gì mình nói hay không. Và nếu Sú có thể nói được thì sẽ nói gì với mình bây giờ nhỉ? Sú thì như một đứa trẻ vô tư vậy. Một trong những điều mình thích nhất đó là ôm Sú thật chặt như đứa trẻ ấy, hoặc là chơi đùa với cô cậu. Có
nhiều bạn thì cũng thắc mắc là không biết xù ngủ cùng ở trên tầng thì có vệ sinh lung tung hay không ấy. Thì thật may là xù rất là ngoan. Thường thì xù sẽ ngủ một mạch đến sáng, khi mà mình mở cửa thì mới xuống tầng đi vệ sinh. Cũng có những hôm nếu mà muốn thì xù sẽ cào cửa và đòi xuống, làm cho mình có đợt cứ bị tỉnh giấc đêm ấy để mở cửa cho cu cậu xuống để đi vệ sinh. Xong rồi lại phải đợi cửa để chàng ta đi lên nữa cơ. Nếu không thì chàng ta sẽ hú cho kiểu cả làng cả nước mất ngủ luôn á. Thật may là giờ thì có vẻ như là cũng ngủ kiểu dài giấc hơn ấy, một mạch đến sáng, chứ không có kiểu cậy cửa thường xuyên lúc mình đang ngủ nữa. Vậy là cũng chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi. Thường trước khi đi ngủ thì mình sẽ kê cái ghế ở gần giường để xù có thể nhảy lên và nằm ở trên đó để gần mình hơn. Chứ mình cũng không để cho xù nằm trên giường. Và thường trước khi đi ngủ thì mình cũng sẽ lôi điện thoại ra để kiểu check Facebook một chút, check tin nhắn một chút và cài báo thức để cho sáng hôm sau có thể dậy được đúng giờ. Sẽ có những hôm mà mình kiểu cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi không ngủ được thì mình sẽ bật một đoạn nhạc không lời hoặc là nghe lại một đoạn sách nói. Cái cách này thì sẽ đẩy cái giấc ngủ đến nhanh lắm, nên là các bạn cũng có thể thử nhé. Thôi, mình và Sú đi ngủ đây. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye.